Rồi, mến chào các bạn đã đến với kênh của Thiện Nguyễn nha. Thì như mấy nay mình đã giới thiệu cho các bạn á, thì sàn thương mại điện tử Temu đang triển khai tại Việt Nam. Nếu mà bạn đã bỏ lỡ cái Facebook vào những giai đoạn năm 2010, 2011, 12 hoặc là các chương trình của Shopee cũng như TikTok, thì đây là cái cơ hội ngàn vàng cho các bạn tham gia làm tiếp thị liên kết với sàn thương mại điện tử Temu đây đây. Thì các bạn biết cái sàn này nó đã thành công ở bên Mỹ và rất nhiều các quốc gia Đông Nam Á, nó chiếm thị phần luôn. Amazon phải nhường thị phần cho nó mà. Thì khi vào vào một thị trường mới á, sàn điện tử này, thương mại điện tử này nó chi một số khoản tiền khủng cho cái khâu mà tiếp thị, quảng bá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể chúng ta sẽ làm như thế nào để triển khai cái chương trình tiếp thị liên kết này đây. Chúng ta đi sâu chuyên sâu vào nha các bạn. Thì đối với các bạn chưa có theo dõi cái video của mình á, thì các bạn vào cái phần mô tả của video mình hoặc là phần comment, mình có để một cái link, đó là link thứ nhất đăng ký chương trình tiếp thị liên kết. Thì sau khi các bạn vào cái link đó, nhập số điện thoại và đăng ký, thì chúng ta sẽ có cái giao diện hiển thị như trên màn hình như thế này đây. Đây các bạn thấy nha, giao diện như trên màn hình mình đang thấy đây, đây là giao diện của mình. Thì phần đầu tiên từ trên xuống, chúng ta đi từ trên xuống cho nó dễ các bạn. Mình đây mình hướng dẫn cho các bạn là các bạn nào chưa từng làm tiếp thị liên kết nha các bạn. Các bạn nào gành thì vui lòng bỏ qua. Mình hướng dẫn cụ thể cho các bạn chưa làm, hướng dẫn từng tự, từng bước và chậm rãi để các bạn có thể làm một cách là suôn sẻ nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta nhìn từ trên xuống đây. Đó là chữ Affiliate. Đây. Và một số cái ở trên đó đó. Rồi mình không quan tâm ở trên đó nữa nha. Mình xuống cái phần ở dưới đây chỗ 200 ngàn đây. Sẵn có lịch sử và chữ rút tiền đó. Thì cái phần đầu tiên này đây. Mình giải quyết cái vấn đề ở đây nha. Khi mà các bạn đăng ký cái này á, đăng ký xong theo cái link của mình, các bạn tải app về đăng ký trên app một lần nữa, app mua hàng á, app mua hàng của Temu nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có được 50 ngàn ngay chỗ mà 200 ngàn của tôi đó. Thì do tôi làm lâu rồi nên là có 200 ngàn đó, 2-3 ngày nay rồi. Ở dưới là cái số dư đang chờ xử lý của tôi. Hiện tại là 200 ngàn. Thì khi mà các bạn đăng ký xong sẽ được 50 ngàn. Thì các bạn có thắc mắc là nhiều bạn sẽ bấm vào cái chữ rút tiền ở đây. Đây. Rút tiền thì nó sẽ hiện lên là chia sẻ thêm phần thưởng tại xuống. 150 ngàn. Đấy. Thì các bạn biết làm sao không? Tại vì á, đối với cái số dư khả dụng ấy nha, số dư khả dụng là ngay chỗ tôi để 200 ngàn á, là tức là các bạn đang có 50 ngàn á. Khi mà các bạn số dư này các bạn được 500 ngàn thì các bạn mới rút tiền được. Các bạn hiểu không? Các bạn mới tiến hành là on thẻ, on cái này kêu vào các bạn rút tiền từ cái tiếp thị liên kết này được. Hiện tại tôi cũng như các bạn là chỉ mới 200 hoặc các bạn 50 ngàn thì các bạn không thể rút được. Nên lại kêu chia sẻ thêm nè để kiếm thêm tiền. Đấy, thì các bạn mới rút được. Đó, các bạn hiểu vấn đề ngay chỗ đó chưa? Rồi giải quyết cái vấn đề ngay chỗ 50 ngàn đó nha các bạn. Là chỗ 200 ngàn của mình đó. Là chưa rút tiền được. Khi nào đủ 500 ngàn mới có thể rút được. Đó, rồi ok chưa? Rồi chúng ta sẽ đến phần tiếp theo ở dưới. Ngay chỗ 1 triệu 290 ngàn của mình đó. Còn của các bạn thì chắc không có đâu. Vì các bạn mới đăng ký mà. Hoặc các bạn nào có rồi á. Thì cái đây nó gọi là đang xử lý. À, các bạn có thắc mắc là đang xử lý thì khi nào nó sẽ có tiền lên cái phần mà tài khoản khả dụng như 200 ngàn như mình phải không? Nhiều bạn làm mới làm sẽ thắc mắc cái vấn đề đó. Thì ở đây tôi sẽ giải thích cụ thể cho các bạn luôn. Đây, các bạn bấm vào đang chờ xử lý nha. Ở đây đây. Có hai vấn đề. Thứ nhất vấn đề đặt hàng. Đấy, tiền đặt hàng tức là khi các bạn giới thiệu cái link sản phẩm hoặc là link hoạt chơi ấy, người dùng người ta vào đặt hàng, tải app đặt hàng thì tiền hoa hồng sẽ được thêm vào tài khoản đang xử lý trong vòng 5 phút. Tức là khi người ta đặt hàng qua cái link tiếp thị liên kết của các bạn trong vòng 5 phút thì tiền hoa hồng tùy bao nhiêu tiền thì tùy vào giá trị đơn hàng nha, sẽ chuyển vào tài khoản đang xử lý. Đang xử lý tức là ở đây. Đang xử lý tức là ở đây 1 triệu 290 ngàn của mình đấy. À, các bạn hiểu chưa? Chuyển vào đó. Qua chuyển vào tài khoản khả dụng trong vòng 3 ngày sau khi giao hàng. Đây, tài khoản khả dụng ngay chỗ 200 ngàn của mình đấy. Cũng giống như là của bạn là chỗ 50 ngàn.
trong vòng 3 ngày sau khi giao hàng, tức là đơn hàng sau khi khách đặt xong, giao hàng rồi, khá dụng sau 3 ngày sau khi họ đặt hàng. Đấy. Thì 3 ngày sau khi 3 ngày họ họ giao hàng á, giao hàng người nhận rồi á thì các bạn nhận được. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Đó là phần giới thiệu khách hàng mua hàng. Đấy. Tóm lại, sau khi giới thiệu qua đường link khách đặt hàng thì số tiền hoa hồng sẽ vào tài khoản chờ, và sau khi giao hàng 3 ngày thì số tiền sẽ chuyển lên tài khoản ở trên và mình có thể rút được. Rồi, đó là vấn hàng đề đề thứ nhất, đặt hàng. Vấn đề thứ hai là tải xuống ứng dụng. Thì đối với người dùng chưa từng tải ứng dụng mà bạn giới thiệu người ta tải ứng dụng ấy, thì phần thưởng tải ứng dụng sẽ chuyển vào tài khoản đang xử lý, tức là tài khoản đang xử lý là tài khoản ở dưới nè, 1, 2, 9, 10. Đấy. Vào tài khoản đang chịu quản lý trong vòng 20 phút. Đó, sau khi người ta tải ứng dụng xuống theo cái lời giới thiệu của các bạn thì các bạn sẽ được nhận tiền, cụ thể là nó sẽ được 150 ngàn ấy. Thì vào tài khoản đó. Sau khi người dùng mới mà bạn đặt hàng và thì tức là sau khi người ta tải app về và đặt hàng và đơn hàng được vận chuyển. Đấy, đơn hàng được vận chuyển. Đơn hàng được vận chuyển đối với trường hợp là hình thức chúng ta thanh toán trước và thanh toán trước, tức là chúng ta dùng thẻ thanh toán đơn hàng đấy. Đó, các bạn hiểu chưa? Còn với các đơn hàng mà thanh toán code á, là thanh toán sau khi nhận hàng á, thì phần thưởng phải được giao xong. Cái đơn hàng nó phải được giao xong. Tóm lại vấn đề là nếu mà khách mua hàng từ cái link giới thiệu của bạn mà mua hàng theo hình thức là chuyển khoản trước đấy, thì số tiền sẽ được cộng vào tài khoản khá dụng của các bạn sau 20 phút. Còn đối với khách hàng mà mua hàng theo hình thức code COD á, là nhận hàng tại nhà, thì nhận tiền hàng thanh toán tiền á, thì sau khi giao hàng đấy, phần thưởng sẽ chuyển vào phần tiền mặt, tức là phần 200 ngàn ở đây, thì các bạn mới rút được. Đấy, đó là mà mình đã đi vào cái phần đầu tiên để cho các bạn gõ, để các bạn làm, để chúng ta không hiểu, chúng ta thắc mắc nhiều cái không có làm được, vướng víu tùm lum hết. Đó, thì ở cái phần đầu tiên thì mình giới thiệu ở phần ô trước thôi nhé. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để thêm những video khác nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.